Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 7 giờ tối của ngày mùng 6 tháng 6 năm 2022. Cách đây khoảng tầm 20 phút đồng hồ thì báo cáo với các bác rằng là thông tin chính thức thì đã được đưa ra rồi. Thời điểm này khi các bác mở lên kênh TV1 thì các bác cũng sẽ thấy thông tin chính thức từ bên phía của VTV1. Một cuộc họp có thể nói rằng là rất hiếm, một cuộc họp mà bất thường của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Trong đó thì đã quyết định khai trừ hai người mà chúng ta đã nhắc tên rất nhiều ngày nay. Đó là ông Nguyễn Thanh Long, đương kim Bộ trưởng Bộ Y tế, và ông Chu Ngọc Anh, đương kim Chủ tịch của Hà Nội. Hai ông thì đều liên quan tới vụ Việt Á. Đối với ông Chu Ngọc Anh thì đó là cái thời kỳ mà ông làm Bộ trưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là một cái vụ án có thể nói rằng là tốn rất nhiều giấy mực. Khi mà đưa những cái tin này lên thì các bác đọc lại đợt trước thì các bác sẽ thấy rằng là tôi cũng chịu vô vàn những cái áp lực khi mà đưa những cái tin thế này. Từ việc bị hack kênh rồi là vân vân. Rất nhiều. Thậm chí mình còn bị bôi nhọ rồi là mình đủ thứ bao lằng nhằng. Thậm chí rằng là có những cái thế lực không muốn và đưa những vụ này ra. Nhưng mà rồi mọi chuyện cũng sẽ đến, đúng không ạ? Chúng ta tin vào lẽ phải, tin vào chính nghĩa. Những kẻ nào làm sai thì ắt cũng sẽ phải chịu tội. Một thông báo ngắn gọn ở trên tờ Tuổi Trẻ, trang đầu tiên. Từ chiều nay mọi người đã hóng tin như là hóng tin từ gọi rằng là từ luật trực tiếp vậy. Và tin chính thức đưa ra thì không biết rằng các bác vui mừng hay các bác cảm thấy đáng tiếc cho hai con người này thì các bác hãy comment nha. Nhưng với thông báo như thế này thì coi như rằng là dấu chấm hết của cả một đời người chứ không phải là đơn giản đâu. Bởi vì đây không chỉ là vấn đề của khai trừ khỏi đảng mà còn vấn đề họ sẽ phải có thể bị bóc lịch rất nhiều năm nếu như chúng ta nhìn vào những thông báo như thế này. Vào 18 giờ 41 phút 18 giờ 41 phút thì báo Tuổi Trẻ đã lên tin khai trừ Đảng Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh. Hội nghị bất thường Ban chấp hành Trung ương Đảng chiều ngày 6 tháng 6 thì đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với hai ủy viên Trung ương là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh. Tại trụ sở Trung ương Đảng thì Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp bất thường để xem xét thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long. Và đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật Đảng. Và xin thưa với các bác, ngày mai thì sẽ xử lý việc này. Và việc bãi nhiệm như sau. Vào ngày mai ngày 7 tháng 6 thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xem xét tư cách đại biểu Quốc hội của ông Nguyễn Thanh Long và tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân của ông Chu Ngọc Anh. Với kỷ luật đảng ở mức kịch trần là khai trừ, cả hai ông sẽ bị Quốc hội và Hội đồng Nhân dân bãi nhiệm đại biểu Quốc hội và bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân. Về đây là lịch sử của ông Nguyễn Thanh Long. Ông Nguyễn Thanh Long thì sinh ngày 3 tháng 9 năm 1966, quê quán thì tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, dân tộc Kinh và là giáo sư, tiến sĩ y học. Chức vụ thì là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bộ trưởng Bộ Y tế. Ông đi lên từ Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế và sau đó làm Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS và sau đó thì là Thứ trưởng Bộ Y tế từ những năm 2011 cho đến năm 2018, trong vòng 7 năm.
Sau đó thì đến tháng 10 năm 2018 thì ông làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Sau đó gần 2 năm thì ông về làm Thứ trưởng Bộ Y tế tiếp tục là vào tháng 1 năm 2020. Và đến tháng 7 năm 2020 thì ông làm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Và chính thức thì sau đó tháng 11 năm 2020 thì ông là Bộ trưởng Bộ Y tế. Và chưa đầy 2 năm sau, ngày 6 tháng 6 năm 2022 thì ông đã bị khai trừ ra khỏi đảng. Còn đối với ông Chu Ngọc Anh thì ông sinh ngày 17 tháng 6 năm 1965, quê thì tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, và học vấn thì là tiến sĩ, ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 và dự khuyết khóa 12, 13, 11 là dự khuyết và khóa 12, 13, có nghĩa ông đã là ủy viên Trung ương 3 khóa, 2 khóa chính thức và 1 khóa dự khuyết. Ông là phó bí thư thành ủy Hà Nội và là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Ông đi lên từ giảng viên của Viện Vật lý Kỹ thuật Đại học Bách khoa Hà Nội vào năm từ năm 88 đến năm 95. Sau đó ông công tác tại công ty ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật là MiTech, Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện, và là sau đó thăng tiến lên mức độ là phó trưởng phòng rồi trưởng phòng, và quay trở lại để ông làm chuyên viên rồi là phó vụ trưởng vụ công nghệ cao, cục trưởng ứng dụng và phát triển công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Sau đó ông thăng tiến lên thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ vào năm 2013, 2010 đó. Và ông được luân chuyển về làm phó bí thư tỉnh ủy của tỉnh Phú Thọ vào tháng 5 năm 2013, và sau đó là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ từ 2 năm 13 đến năm 15, và sau đó thì là đến thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, rồi bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, và là phó bí thư thành ủy, rồi là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Và hôm nay thì ông bị khai trừ ra khỏi đảng. Đó là những thông tin có thể nói rằng là tương đối ngắn gọn về hai cái con người. Toàn bộ thông tin này thì chúng ta không thấy tại sao ông ta lại được thăng tiến và thăng tiến kiểu gì. Đó, đó là một trong những cái dấu hỏi. Bây giờ chúng ta muốn biết được và công tác cán bộ để mà sàng lọc, để mà rút kinh nghiệm từ việc này thì phải sàng lọc lại toàn bộ những con người và quá trình thăng tiến của họ có rất nhiều những cái dấu hỏi, dấu mờ. Toàn là những học vị tiến sĩ với giáo sư cả. À, đã giỏi về chuyên môn, đúng không? Lại còn giỏi về chính trị. À, lại còn giỏi cả về lời nói nữa. Thế nhưng bây giờ thì đã bị khai trừ ra khỏi đảng rồi. Và ngày mai có thể khai trừ ra khỏi Hội đồng Nhân dân, khai trừ ra khỏi đại biểu Quốc hội. Và sau đó thì có thể là có lệnh khởi tố và lệnh bắt tạm giam, vân vân, có thể lắm chứ ạ. Bác Tổng Bí Thư đã từng nói như này: thà ít mà tốt, không nên, và thật không nên dễ dãi trong cái việc mà tiếp nhận đảng viên. Và khi ngay cả ông đã là đảng viên rồi thì cũng phải liên tục rà soát một cách thường xuyên để nhanh chóng phát hiện được những người có thể trước đây là tốt nhưng sau này thì cơm áo gạo tiền, tất cả mọi thứ nó không còn là tốt nữa. Đó là chuyện rất bình thường của một con người. Đúng rồi. Và trong quá trình đó chúng ta phát hiện ra những cái dấu hiệu. Bởi vì trước khi họ dính vào những cái vụ án tham nhũng tiêu cực thì bao giờ họ cũng là tiêu cực đầu tiên. Và một trong những cái tiêu cực đầu tiên ấy thì đó chính là việc suy thoái về đạo đức lối sống. Họ ăn uống phung phí, rồi họ sử dụng xe công bừa bãi, ví dụ như là có thể cho xe công đi đón tại sân bay, đón vợ tại sân bay, ví dụ thế. Rồi rất nhiều những cái việc khác nữa. Những cái đó có phải là biểu hiện của suy thoái không? Đương nhiên ạ. Họ cửa quyền, hoặc là quan cách mạng, hách dịch, vân vân, nịnh trên, lừa dưới, cái giá trị trung thực không còn nữa, giá trị liêm chính không còn nữa. Chính vì thế, tôi nghĩ rằng là Ban Tuyên giáo Trung ương, Mặt trận Tổ quốc luôn lấy những cái này ra để mà coi như là một cái biểu hiện, để mà tuyên truyền, để mà thấy rằng là cái danh dự mới là cái điều thiêng liêng cao quý nhất. Còn có phấn đấu cả đời, có làm được bao nhiêu thứ chăng nữa thì cuối đời cũng chẳng còn gì cả. Ông Chu Ngọc Anh với đồng với Thanh Long năm nay thì nói rằng là không còn là nhiều tuổi thì cái cú ngã này coi như là dấu chấm hết, và thậm chí họ sẽ phải trả giá rất nhiều năm nữa ở trong một cái chốn nào đấy. Nhiều bác thì mong muốn rằng trong những cái vụ án này và một số vụ án khác có thể có những cái án tử hình, thì tôi nghĩ rằng là
cũng có thể khả năng xảy ra đó. Và tôi nghĩ và tôi suy đoán đường vào T16 nó không còn xa nữa đâu, đúng không? Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người, chúc các bác một buổi tối tốt lành.